Fi-Fi thử vận may kim cương, hãy đến với shop cô ngân.vn. Nhân dịp khai trương mình sẽ giảm giá và tặng rất nhiều kim cương cho mọi người nhé. Nhớ ủng hộ mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với trận thứ 2 của kết quân đoàn gao mọi người à. Map của chúng ta đó là map sa mạc. Vị trí của bé Thanh đã nhảy rồi, chọn cho mình đó là remap của khu vực khu dân cư Cao Nhân Cùm, biết định là khu lọc dầu. Cũng khá là nhiều người nhảy ở vị trí này. Thông thì quyết định là đi trốn ở mê cung Lọc Vi, phía dưới khu vực lọc dầu. Liệu có ai trong pha này hay không? Nhưng mà sao không nghe được tiếng dù bay vậy? Alo. Ok, đáp đức thì sẽ nghe được tiếng nha mọi người. Vị trí của Ngân Nhân Gồm vẫn còn lơ lửng ở trên trời. Lọc Vi cũng lơ lửng ở trên trời với trại chỉ huy. Cô Bà Tà Vơ bắn. Cô Bà Tà Vơ đổi cái gì trên nào vậy? Cô Bà Tà Vơ đó là khu vực lọc dầu. Gao Vi lúc cho mình đó là một khẩu plasma bắt đầu chạy bộ rồi. Hình như mình vừa mới thấy ai là người top 48. Ui, vị trí của Linh Mẫn. Ôi, G18 máy hả? Trời ơi, một con bé rất là xinh ở phía ngoài. Nhưng mà hình như khu vực này là khu vực đi núp luôn á mọi người à. Ôi, có súng. Hay quá, Bun ơi. Lai. Thôi, người ta cầm lục mà người ta bắn mà con bé này nó cầm súng mà nó xáy như một vị thần luôn. Misa bị bắn rồi, Misa chưa có súng. Trời ơi, bảy ơi, Misa chưa có súng kìa bảy. Khu vực này bị vây rất là nhiều. Hình như là khu lọc dầu này khá là đông người luôn á mọi người. Nghe tiếng chân ầm ầm trên khu vực Misa luôn rồi. Xong Misa, bảy ơi, cứu Misa bảy ơi. Mi gấu có cho mình đó là khẩu A đúp rồi. Vị trí của dấu gò gì? Dâu gấu ở trời đậu. Đậu tiếng luôn. Má lấy tiền của từ vị trí của Trường. Nhưng mà rất tiếc chỉ có đi một vài máu. Má Trường ơi, Trường 10 máu Trường ơi. Hình như mình ly cam tới. Nó bị ngáp hay sao á. Trời đậu. Vịt cũng đang bị vây ở đây rồi. Rồi gì ca. Nhị ca. Banta. Nam ca là người bị Trường bắn ở phía bên kia. Tín Viên. Nghe tiếng bắn đâu đó. Gao bé thật giết không bậy rồi. Trời ơi không bậy ra đi rồi. Gao bé ơi. Em đẹp lắm. Misa đang lúc một cái xác của ai đó. Vị trí của Mi gấu biết rằng là chơi a đúp luôn mọi người à. Một trăm năm mươi sáu rồi, máu đến từ vị trí của gấu. Xảy cho mình rất tiếc là chật rồi. A đúp. Alice vẫn đang thủ chòi ở phía dưới này. Vịt, hình như phía trên có người muốn công lên. Nhưng mà liệu ở đây có công hay không? Vẫn còn đang kia. Cao nhị ca hình như bắn mình cho cái fly cam mọi người. Tín hình như phía mình chỉ có cho mình đó là một khẩu plasma và một khẩu sụp hai viên mà thôi. Còn lại cho mình đó là 78 máu và cũng không có máu để bơm. Mình hy vọng lần này Munta sẽ lấy được cái top cao hơn hồi nãy. Gao Lưu Trung. Gao Bé Quỳnh. Vị trí của gấu hình như mới giết được thêm một người nữa. Rất là hay đến cho vị trí của gấu luôn. Có người. Con quỷ Misa. Nó dám giết Misa không? Mình tắt nó luôn á. 164 rồi hai đứa này. Giết Misa ơi. À đứa này là không được rồi. Quỷ Misa chứ ai. Misa chạy được rồi. Lừa thế nhờ.
nhị ca, phía dưới có người vẫn chưa đứng lên bắn. Panda đang lút đồ. Bo đã thu rồi, Bo đã thu. Và một số thành viên vẫn chưa. Bo đây là Bo đầu đúng không? Lưu Chung vẫn đang thủ anh nha thằng này. Chỉ có thủ thôi. Ơ, vừa mới ly trúng thăm luôn. Trời đạo. Bé Thanh, trời ơi, bé Thanh lấy đi cái mạng của Mr.07 MR. MR quá nè. Mấy lần đây là mấy. Tại nhưng mà không biết sao rồi, kê đầu hình như do cái ống ngắm nhiệt mà người nó bị bật xuống rồi. Bé Ú, à bé Ú là người mà bị Lưu Trung bắn. Bơm mẫu rồi. Vị trí của Lưu Trung có muốn công xuống hay không? Hiện tại trên bản đồ còn 18 người, hình như cái kết này tụi nó đi săn người á mọi người. Mới bo này còn 18 người. Nguyên đang kia ai đó ở phía trên đồi. Vị trí của Mi gấu. Vị trí của Bột vẫn ngồi ở đây, Mi Moon ngồi ở đây luôn. Panda đang bị kia ở trong bo và quyết định không chạy bo đến từ vị trí của Panda. Lúp bo à. Bật cắm lên. Muôn tạ vẫn còn sống. Lưu Chung vẫn còn sống. Trời rồi sao niềm hy vọng của mình lại một lần nữa. Thôi đi mất tiêu luôn. Mùi xa. Có người hôm nay dục quy lạc, có người hôm nay mà nó thủ kinh vậy trời. Bun bắt đầu là ngồi trời nữa rồi. Lưu Chung ngồi trong lều. Panda dùng máy phóng để vào trong bo được rồi. Hiện tại thì còn 14 người trên bản đồ. Mình ly cái này cho khỏe mọi người à. Bo 3 là ở phía tích và thị trấn cổ. Mình quan sát một lần. À mi gấu rất là gần. Gấu nó rất là gần bo luôn. Vị trí của Bột vẫn ngồi ở đây. Tích trữ bom kia mọi người à. Nó đang đỉ. Ôi xảy xuống phía dưới rồi. Ủa đâu rồi? Đó là vị trí của Chay kia đang ở phía trên bột bắn rồi. Lưu Chung bắt đầu là chạy bo rồi. Nhưng mà anh thấy quyết định là vòng remap bo chạy vào bo mọi người à. Ừ chạy bo hay không chạy bo mua da. Thanh niên bắn phóng lựu. Trời ơi. Quỷ làng nó có một con xe đây, quyết định là đi săn người hay là thủ nhà đây. Trời ơi thủ nhà trời. Bo bèo cũng có một chiếc xe luôn. Nhưng mà hơi lát mọi người. Phía trên kia hình như là Bột đang bắn ở phía trên. Mi gấu cũng đã được vào được bo rồi. Vị trí của Bột vẫn đang đứng để đĩa bom kia ở đây xấy. Ô sao anh dùng plasma thế nhở? Ô quỷ lạc giết rồi, quỷ lạc giết Thanh rồi. Có tiếng xe ở gần quỷ lạc. À khu vực này có người. Vừa có xe vừa có người luôn. Liệu chiếc xe kia có xuống không? Bo bèo xuống xe luôn mọi người à. Bo bèo quyết định là tham gia cuộc chơi giữa ba người. Bột đã chạy ra khỏi cái tháp cao đó, bắt đầu là chạy bo rồi. Misa vẫn còn sống. Misiel thì vẫn đang thủ. 124 máu rồi. Quỷ lẹp đã yếu máu rồi. Liệu có công đến từ vị trí của Su hay không? Ủa? Cái gì trời? Bắn không ra đạn hả ta?
vực này có 3 người lận, 3 người. 3 người đang kia nhau ở khu vực này rồi. Trời ơi, chạy bo. Thanh niên ngồi trên tháp chạy bo gần chết là đây chứ đâu. Misa, Misa đang ở thị trấn cổ. Misiu cũng đang ở thị trấn cổ. Một quả nết, 106 máu rồi. Ui. Thanh niên luôn luôn ăn nết và cái kết. Auto bị nết nãy hình như 112 giờ đến 102 máu mọi người. Lẽ nào lại là phóng lựu? Lẽ nào lại là phóng lựu cho lưu chung? Rất tiếc không phải quả phóng lựu hồi đại rồi. Rồi xong, Mi Siêu đi rồi, Kaito đã giết Mi Siêu rồi. Liệu Misa có trả thù được cho Mi Siêu hay không? Quyết định quay lại chơi Kaito mọi người à. Misa quyết định là trả thù, trả thù, trả thù cho Mi Siêu. Say đi. Rồi xong, rất tiếc là trả thù không được hay là khiến hai mạng như người ta luôn. Trên bản đồ còn 9 người. Môn tạ cũng bắt đầu chạy bo rồi. Kaito. Ôi, Kaito 9 kill mọi người à, cộng thêm 2 kill, cộng thêm kill Misa hiến nữa. Trời ơi. Mi gấu bắt đầu ngồi đây kia rồi. Có người thả thính chơi được. Ai mang thính đi thả luôn vậy? Ai là người mang thính? Ấy, muốn bị bắn. Quỷ lạc mang theo thính thả luôn mấy kinh chứ. Gấu bắn Moon, gấu bắn Moon. Gấu bắn Moon rồi. Vị trí của Moon và Mi gấu đang bắn nhau. Hai người, hai con người con gái đang bắn nhau rồi. Liệu ai sẽ phạt? Chuẩn vị trí của Moon rồi, Moon ở ngoài bo. Đã vào được trong bo rồi. Su và buộc khá gần nhau, bên này là lạc nữa. Khá là lộn xộn. Trời ơi, trời ơi. Sau bao nhiêu lần căng kia nãy giờ 10 phút rồi thì cuối cùng quỷ lạc cũng lấy được cái kill của Su. Bo bèo. Gấu và Moon mình nghĩ là nên bỏ nhau đi và chạy bo đi. Đừng bắn, đừng bắn. Chạy bo đi gấu ơi, để cho Moon sống đi anh lo. Thế nó kè đầu nhỏ kìa. Trời ơi, ác chưa. Trời ơi, kiếu. Rồi xong con nhỏ rồi. Bỏ đi mà chạy bo đi nè. Kaito 10 kill mọi người à. Chơi đâu. Nhiên tính liệu có lấy được mạng của Kaito với 10 kill không. Rồi tao buộc giết Moon luôn. Buộc với gấu bắn nhau rồi. Xong buộc rồi. Xong buộc rồi. 5 máu. 5 máu chết bo. Hy vọng là Kaito sẽ lấy được top 1 mọi người. Thanh niên này bắn rất là tốt, 10 kill mọi người à. Được thế nhờ. Trên bản đồ đã xuất hiện bo cuối rồi và còn 4 người. Ui, bị bắn từ bị gấu. Hy vọng là gấu sẽ được top 1 mọi người. Vẫn còn lại một mình nữa trong ba thằng con trai luôn. Tha cho con nhỏ đi alo. Ui 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 ui. Cái gì đây? Ui. Hay phải nuôi luôn á mọi người. Pha đó hoàn toàn không bắn cho mọi người. Đứng kia khi nào chạy thẳng